Samsung Galaxy Z Flip 3 5G. Kết thúc tập 5, đội hình của các huấn luyện viên đã gần hoàn thiện với các nhân tố tiềm năng. Đội huấn luyện viên Dramatic đã xuất sắc đem về hai thí sinh nặng ký Dilo và chiến binh nón vàng Lewin. Không hề kém cạnh, huấn luyện viên Carrick đã kết nạp được cho đội hình của mình hai thí sinh Killclick và cô gái xinh đẹp Shady. Huấn luyện viên Wowie cũng nhanh chóng đem về cho mình thành viên thứ 8, Pháo. Huấn luyện viên Vinzy đem về cho mình thành viên thứ 7 với chàng trai cá tính Impossible. Tập tiếp theo, những nhân tố đặc biệt nào sẽ xuất hiện? 4 lựa chọn của cặp 4 huấn luyện viên thưa quý vị. Thắng áp đảo. Em thử rap một đoạn bằng tiếng Nghệ An thử xem. Ôi rồi ôi mà bộ của tôi mà cây đang hẻo gặp mã là tươi học mà có lượt tám nhưng là về thất bại bản tiếng tăng trong tài khoản chẳng báo giờ với mấy cái ông đa cấp là phải gọi bằng cù. Mỗi khi mà tôi giao tiếp gọi khách hàng là các nhà tỷ phú thì có bao nhiêu tiền cũng phải nôn ra hê. Baby gang, anh thích cái phong cách của em. Rap gọi là hay quá man. Bạn để tất cả những cái lửa ra đằng sau để bạn cháy hết mình. Cái điều đó là một cái điều rất là tuyệt vời, làm cho cái tâm hồn của em nó hân hoan và chăm hoa đua nở. Em là cái luồng gió mới cho rap Việt. Anh không ngờ là em có thể execute được cái style này và em làm nó rất là tốt. Nếu anh không muốn nói là bài hay nhất anh nghe cho đến lúc này. Cái màu sắc của bạn thực sự là Dramatic chưa từng nhìn thấy trong chương trình này. Chính vì thế nên là không biết chê bạn ở điểm nào cả, mà chỉ biết hoàn toàn ngưỡng mộ và đắm chìm trong tác phẩm của bạn. Yến, cảm ơn anh Ram ạ. Anh không nghĩ đây là một sự tình cờ, mà anh nghĩ đây là duyên trời đã sắp đặt. Phải duyên phải số nó vô với nhau. Mà cái duyên số thì chúng ta không nên chống lại nó làm gì cả. Thì Carrick có gì nói với bạn không ạ? Em thì em không có nhiều cái duyên đại trà như bên kia. Tuy nhiên anh nghĩ thì cùng lắm bạn Thiện Âm Mưu ấy cũng chỉ hứa hẹn với em là sẽ cho em những cái gì tốt nhất của bạn ấy. À không, thật ra thì đấy là cái văn mẫu của tất cả các huấn luyện viên ở đây rồi. Không nha. Ai cũng sẽ dành điều tốt nhất cho thí sinh của mình. Thế thì không có cái tâm rồi. Anh thấy ở đây em là sự hài hước. Cái mình cần ở đây là cần thể hiện cái điều đó lên âm nhạc. Và anh nghĩ anh có thể hợp với em điều đó hơn Dramatic. Chắc gì lúc nào bạn cũng muốn làm về cái sự hài hước đâu anh. Thôi bây giờ thế này nè, đây là trận cuối rồi, lên đi nói chuyện nhau đi cho nó gần gũi nè. Anh bỏ búa lại đi, không chơi thế, không chơi thế. Không như nào. Anh nói đi. Đây là cuộc chiến giữa anh Khoa Âm Hưởng và anh Thiện Âm Thanh. Theo ý của hai giám khảo, bạn sẽ về với đội của huấn luyện viên nào? Đâu sẽ là mảnh ghép tài năng cuối cùng trong đội hình chiến binh của các vị huấn luyện viên? Bình chọn ngay cho rapper bạn yêu thích của tuần để có cơ hội trúng giải thưởng giá trị đến từ Samsung và các phần quà của Rap Việt. Một giải đặc biệt gồm một điện thoại Samsung Galaxy Z Flip 3 5G. 5 giải thưởng hàng tuần, mỗi giải gồm một áo thun và một phụ kiện đến từ Rap Việt. Hãy bình chọn bằng cách tải ứng dụng Vion, nhấn vào nút bình chọn Rap Việt 2021, bắt đầu bình chọn cho thí sinh bạn yêu thích nhất trong tuần và dự đoán số lượng bình chọn giống bạn. Cổng bình chọn được mở vào 22:30 thứ bảy hàng tuần. Hãy tham gia ngay Samsung Galaxy Z Flip 3 5G. Samsung Galaxy Z Flip 3 5G.